Và hôm nay chúng tôi đang chuyển giao máy cho anh Lân ở anh Lân ở Quảng Ninh. Anh em xem này, kỹ thuật của tôi đang anh kỹ thuật của tôi đang hướng dẫn dụng cưa này. Đang phun này. Nó xa ra thường ra tí nữa nó phải lốt. Rồi. Lát nữa là một người phun luôn nhá. Rồi cái này là phun dọn nhà máy thái này thì quá tuyệt vời anh em ạ. Anh kỹ thuật của tôi đang hướng dẫn cho các anh em phụ đang sử dụng máy. Quen ngay rồi anh. Họ sẽ được ở đây thế nào cũng đẹp rồi đấy, sao đâu, ok đấy. Xin chào anh em, đây là anh Lân chủ thầu để từ máy. Anh Lân chào anh em Tiến rồi anh. Được anh. Được rồi. Đây, anh em đang chuyển phía ngoài này. Anh em phun này. Thì cái dây là sao đấy, mình gác lên trước ở trên cái sàn thao tác của mình gác cái đường dây này lên trước thì là sau này mình sẽ nhàn hơn rất là nhiều, vì khi mà cái dây mà có vữa bên trong là nó sẽ nặng hơn nên là mình gác lên cái sàn thao tác trước. Đó, người mới lên hút luôn này ạ. Nhìn ra là chuyên nghiệp. Chú đi lên đấy mà xa, biết nó lên đi. Cái này rất xa lấy mà xa nhựa nhưng mà biết. Cho vuông này. Xa nhựa. Vuông ở trong miền Nam gì. Không còn xa nhựa cơ, người cho vuông đấy. Miền Nam hay dùng là bàn vuông ấy. Cứ vuông dưới này, vuông dưới lên. Đây. Chuyên nghiệp hết rồi. Phun dạng nhà này thì quá tuyệt vời anh em ạ. Còn tường không là tường. Đá nhẹ thôi không là móp với nhá. Hăng quá rồi. Đấy, đây anh kỹ thuật. Cái nào khô thì lấy một thìa bột kia thả vào. Nó xô nước hoạt ra. Cái này không pha được nước á. Ừ. Bữa này là đẹp rồi anh hộ này. Đấy. À, mình pha này là đều anh em học việc sao chưa làm giờ hết giỏi chưa đấy, học việc rất là nhanh. Anh em nhanh nhẹn và đây là anh kỹ thuật của tôi đang live stream cho anh em xem đấy. Hôm nay là Sosado chuyển giao 3 máy cho anh em ở khu vực Quảng Yên, Quảng Ninh. Cái này là sao, lỗ gạch là kín hết. Đúng rồi, chính xác, lỗ gạch là không được chống thấm luôn. Chống thấm luôn. Đấy, anh em thấy không? Có nghĩa là tất cả những cái hàng quay mà lỗ gạch trên này anh em này là phun máy này là kín luôn. Nó sẽ chống thấm rất là tốt cho ngôi nhà. Đây, anh em thấy là những cái hàng gạch quay này, hàng gạch lỗ ấy, đó, thì máy là phun là nó lọt hết vào trong là nó kín luôn cả cái hàng gạch quay gạch lỗ. Đây ạ. Đây anh em, đây là máy này. Vâng. Làm cái mát. Đây, lấy cái bay rồi. Cái này là khá là đẹp anh em nhé.
anh em nha, cái này không phải đâu, phao lý lẽ phải cho một tí với một mình chứ không à. Đấy, anh em nhìn cái vữa nó cực kỳ đẹp, cái vữa nó không bị lắng cát, lắng nước rồi nước ở bề mặt mà nó rất là đều. Anh em các anh mới học việc thôi nhưng mà rất là nhanh, chỉ cần hướng dẫn một lần thôi là đã làm được rồi, cực kỳ nhanh. Đấy, anh em có thể thấy đây các anh phụ đây, sau là cứ trộn vữa thế này thôi nhá. Đấy, dùng thước vào vuốt luôn anh em này. Đấy, mới có mấy phút thôi mà nguyên một dải dài anh em, một mấy mét. Không, chú thủy đâu cá qua qua chứ nữa mình bãi như là nữa hơi loẹt hơn tí thì lại thấy được. Đây, mình dùng thước gạt luôn này. Cái tên nó lấy làm sao không biết đâu ạ. Cái này nó lâu khô mà, nó không nhanh khô đâu mà. Đấy, quen rồi là bắt đầu điều chỉnh ở hơi hiếc là thích thế nào là điều chỉnh thôi. Sao hết vừa rồi đấy. Chợ, à chưa. Thoải mái đây, còn trong giờ ống nữa. Nước ngay nhanh mạnh nha, nước đây. Cái nào mà nó hết nước là con nước ở phía ra bàn nhá. Các bạn nhớ đẩy nước đây nhá. Vẫn còn nóng ống nhiều. Nước đây, bỏ ra ngoài đi.